Con xin chào tất cả thầy cô và các bạn. Con tên là Vũ Trung Anh, năm nay con lớp 7 và con đang ở Hà Nội. Hôm nay con sẽ thuyết trình một dự án sáng tạo của con. Thì con đặt tên cho nó là Platformer Dash. Dịch nôm na là một cái sân khấu dùng để đi lại. Mà con cũng không biết. Rồi sau đây con sẽ chơi được. Thầy con. Thì ở mới vào chúng ta đã có một cái nhân vật gối và đây là chúng ta. Còn bên cạnh nó là một cái gai. Và ở góc bên trên có một dòng chữ unfinished, tức là chưa hoàn thiện. Thì đúng như cái câu ấy là ở trong cái trò này con chưa hoàn thiện xong ở những cái phần như là phần nhảy với lại phần chạm vào gai. Thì đấy là những phần cơ bản nhất trong cái trò chơi này. Thì trong trò chơi nhân vật của con có thể sẽ đi lại. Nếu như mà chúng ta đi ra mép thì chúng ta sẽ không thể vượt qua được vì con đã có cho một câu lệnh dùng để ngăn ngăn cái khối này đi qua. Chúng ta cũng có thể sử dụng phím A và phím D thay cho hai phím mũi tên trái phải. Và khi mà chúng ta nhấn nhảy thì nó sẽ có một cái tiếng kêu lại. Có ai nghe thấy không ạ? Có thể nghe thấy rồi. Thì sau này ở trong tương lai con sẽ phát triển được các cái phần như là phần nhảy vì nó là phần cơ bản, bởi vì nếu như mà trong cái trò này mà không có phần nhảy thì chắc chắn là trò này sẽ không phải là một trò chơi ạ. Và ở bên cạnh đây là một cái gai. Trong trò chơi thì nếu như mà chúng ta chạm vào gai hoặc là gần chạm vào thì có thể chúng ta chết, nhưng mà ở đây không. Con chưa lập trình gì. Và ở đây cũng không có thắng hay không có thua, mà ở đây chỉ là một phần test thôi. Bởi vì sau này nếu như mà con có thể lập trình được đi ra ngoài biên thì có thể nó sẽ được thắng hoặc là thua. Và hầu hết tất cả các hình ảnh của con đều là do con tự làm chứ không lấy ở trên mạng. Và các cái phần nhạc thì đúng đúng là con lấy ở trên YouTube và con tải về. Và ở ở đây cũng có một số hình ảnh mà con chưa sử dụng đến, ví dụ như là hình hình ảnh những viên bi. Đây sẽ là những viên su ở trong tương lai con sẽ lập trình đến để người chơi có thể thu thập. Và bên cạnh nó cũng có một thứ gọi là kim cương. Nó cũng dùng để người chơi thu thập nhưng sẽ được nhiều điểm hơn. Và cái phần thích nhất của con có lẽ là cái phần có thể đi lại. Và sau này con cũng sẽ có thể lập trình được cái phần nhảy và nó cũng sẽ là phần yêu thích nhất của con. Con xin phép kết thúc chương trình ở đây ạ. Thì mời bạn Trung Đức có bị ý bổ sung cho bạn. Đầu tiên thì con thấy là phần trang trí bài bạn thì khá là bắt mắt. Thứ hai thì cách làm của bạn thì con thấy là nếu như bạn có thêm thời gian trong tương lai thì sẽ rất là triển vọng. Tuy nhiên là có một vài thứ mà con thấy là hơi tiếc. Là thứ nhất là bạn chưa hoàn thành được chức năng thắng thua và bạn chưa thể đưa những viên kim cương hay viên bi của bạn vào bài. Thứ hai là không biết đây có phải vấn đề do mạng của con không hay là gì mà con nhìn thấy hình ảnh của bạn thì khá là bị đơ, khá là đơ, thế nên là con không thể nào là xem bạn chơi một cách tốt được. Và phần kiểm tra va chạm khối khối lập phương của bạn ý với cái gai thì có vẻ vẫn chưa được hoàn thiện, bởi khi đi qua cái gai thì khối lập phương không bị làm sao hết. Thì mà con mong rằng nếu như có thêm thời gian và
nếu như có thêm thời gian thì bài bạn sẽ có thể hoàn chỉnh hơn và có thể là bài tốt nhất trong tất cả các bạn học ở đây. Cảm ơn phần đóng góp của bạn Trung Đức. Thì thực ra là phần Trung Đức có nhận xét là cái phần hình ảnh bị đơ thì không phải là do mạng đâu, mà là thầy cũng quan sát thấy như vậy. Thực sự là bạn ấy không cho hình ảnh nền di chuyển, cho nên là con nhìn thấy là nó không di chuyển là chính xác nhé. Hoàng Minh có góp ý gì cho bạn không? Hoàng Bách ơi, Hoàng Bách có thể lên tiếng một chút được không? Thì từ đầu lớp bây giờ là thầy chưa nghe thấy Hoàng Bách lên tiếng. Rồi thầy thấy Hoàng Bách bật mic nhưng mà không nghe thấy gì cả. Không biết các bạn khác có nghe thấy Hoàng Bách nói không, nhưng thầy không nghe thấy Hoàng Bách nói gì cả. Hoàng Bách mượn ngay một thiết bị khác nhé để thuyết trình nhé Hoàng Bách nhé. Đó, con có thể là mượn điện thoại hoặc máy tính bảng hay là bất kể thiết bị nào đó để có thể dùng cam dùng mic để thuyết trình như thế này thì con không thuyết trình được nhé. Rồi bây giờ đến bài của bạn Trung Anh. Thì đầu tiên mà trước khi mà bước vào thuyết trình thì Trung Anh đã hỏi thầy là thực hiện một dự án khác có được không? Câu trả lời thì chắc chắn là được, nhưng mà nó phải có cái khuôn khổ, đúng không? Nó phải có cái khuôn khổ. Thì bài của Trung Anh thì hiện tại thì thầy thấy là có một cái phần con chọn hình ảnh rất là đơn giản, thế nhưng mà thầy thấy là đẹp, phù hợp với game. Đó là cái ưu điểm của bài bài của con. Tuy nhiên thì thầy thấy cái game của con nó khá đơn giản, và hiện tại bây giờ thì thầy chỉ thấy là cái phần cái cốt hiện tại hoạt động được ấy chỉ là cái phần di chuyển của cái nhân vật chính thôi, cái còn lại phần va chạm chưa có, phần di chuyển của nhân vật chính ấy thì nó lại chưa có cái phần là tăng tốc độ nhanh dần như giống như chú chim đó. Thì các bạn lưu ý như với thầy như sau, đó là đối với bất kể cái dự án nào thì chúng ta phát triển nên chúng ta cần phải có những cái chức năng giống như sản phẩm chính trước, sau đó các bạn mới có thể sáng tạo thêm được, được chưa ạ? Đó, hiện tại bây giờ thì Trung Anh thiếu khá nhiều cái chức năng so với sản phẩm chính mà vừa rồi thầy vừa mới nói với Trung Anh với các bạn khác rồi, đúng không ạ? Thứ nhất là phải có hình nền và hình nền phải di chuyển. Đó, đấy là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là nó phải có số điểm, đúng không ạ? Điểm này phải được hiển thị bằng hình ảnh. Đấy là phần thứ hai. Phần thứ ba nữa là gì ạ? Chúng ta phải có ba trạng thái, đó là trạng thái starting, tức là trạng thái bắt đầu, trạng thái thứ hai là trạng thái playing, trạng thái đang chơi, đúng không ạ? Và trạng thái thứ ba là trạng thái kết thúc, có thể gọi là game over. Đó. Đấy. Rồi, ok. Rồi, ok, chính xác đó. Và tiếp chúng ta cần phải có cái nhân vật nó di chuyển giống như cái phần mà và chú chim ấy đó, các bạn có thể là thay bất kể nhân vật gì di chuyển, nhưng mà nó cũng phải có cái hoạt động rơi rơi nhanh dần, nó giống như một cái hoạt động mà các bạn ném hòn đá xuống đất ấy, thì nó luôn luôn nó rơi nhanh dần, đúng không ạ? Đó thì bài của Trung Anh thiếu khá nhiều thế, nên là rất tiếc là thầy không thể đánh giá Trung Anh ở mức đạt được nhé. Thì Trung Anh có thể là còn chúng ta vẫn còn thời gian, đúng không? Thầy thấy là buổi sau đây mới chỉ là buổi thuyết trình đầu tiên thôi, thì buổi sau thì Trung Anh sẽ hoàn thiện thêm bài làm của mình và có thể là